Mọi sản phẩm thì nó đều có hai điểm là điểm cộng và điểm trừ. Thì mình cũng sẽ nói về hai cái điểm đó. Và tất nhiên là mình muốn là nói một cách rất là trung thực. Và trên màn hình của anh em đây là mẫu NQi C20 Pro phiên bản 2023. Và bên cạnh mình đây là chị Yến. Chị có thể giới thiệu qua một chút về bản thân mình được không? Mình là Yến Mai Hoàng Yến và mình làm trong lĩnh vực sáng tạo và giáo dục. Ok. Và hôm nay mình và chị Yến sẽ trải nghiệm chiếc NQi C20, mẫu xe quốc dân dành cho tất cả mọi người. Với động cơ 250W tiêu chuẩn châu Âu và có thể unlock lên 500W cho tốc độ tối đa lên đến 35 km/h. Cùng với đó là hệ thống phanh đĩa kép trước sau. Và ở trên tay đông chúng ta sẽ có bảng điều khiển, chuông cơ, cùng với đó là bộ Shimano 7 cấp số, tay ga 1/2. Mẫu xe này thì anh em xem ở trên kênh thì cũng có thể biết là bên mình làm rất nhiều về dòng xe quốc dân này rồi. Và hôm nay là thực tế mình sẽ mời một vị khách hàng khá thú vị trải nghiệm thử cảm giác của chiếc C20 này. Sau khi trải nghiệm thì chị có cảm giác như thế nào ạ? Đây là em đang muốn gọi là một cách đánh giá công tâm nhất về sản phẩm. Ok, mọi sản phẩm thì nó đều có hai điểm là điểm cộng và điểm trừ. Thì mình cũng sẽ nói về hai cái điểm đó. Và tất nhiên là mình muốn là nói một cách rất là trung thực với những gì mình trải nghiệm. Đúng. Điều đầu tiên là cái điểm cộng của nó là thứ nhất là thật ra là mình cũng đang tìm một cái xe kiểu như thế này. Là thứ nhất là vẫn có thể đạp được để cho rèn luyện sức khỏe. Bởi vì nếu mà chỉ có dòng xe điện mà chỉ có ngồi lên không ấy, thì nó sẽ thật ra là chúng ta vào văn phòng chúng ta ngồi rất là nhiều và chúng ta ít vận động, chính vì vậy mà rất là nhiều những bệnh tật xảy Đúng ra. Chính vì vậy mà mình không muốn là bê nguyên một cái xe máy xong chuyển thành một cái xe điện không, thì như thế nó cũng sẽ làm cho chúng ta lười nhác và chúng rồi. ta không có rèn luyện sức khỏe. Thì mình lựa chọn một cái loại xe mà có thể đạp được nhưng vẫn có thể hỗ trợ điện. Bởi vì sao? Bởi vì là thứ nhất là rèn luyện sức khỏe là một, thứ hai là bởi vì nhiều khi ai cũng muốn, thật ra là mình có một cái ý thức là bảo vệ môi trường. Đúng rồi. Mình trái đất nó đang nóng lên và một cái xu hướng chuyển dịch từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng sạch như năng lượng điện nó và năng lượng xanh, thì đó là một cái xu hướng toàn cầu và chúng ta sử dụng như thế là chúng ta vừa giúp chúng ta mà vừa giúp cho những người thân yêu của chúng ta và giúp cho cả thế giới nữa. Nghĩa là mình có một cái câu nói là anh hùng cứu thế giới, thì không phải là từ những cái việc to mà nó là chỉ những cái việc nhỏ thôi, là chúng ta không xả rác, chúng ta đi xe những cái loại xe mà năng lượng sạch, là chúng ta đã giúp cho bản thân chúng ta và rất là nhiều người và thế hệ tương lai. Đó, thì chính vì vậy cho nên là mình chọn xe điện. Đó. Và tiếp theo đó nữa là cái dòng xe, nghĩa là vận động rồi nhá, là điểm một điểm cộng là nó có thể đạp, nó là một điểm cộng. Đó. Thứ hai là nó chạy điện. Đó, là nó là một điểm cộng thứ hai là nó và khi mà Việt Nam mình hướng tới chuyển dịch từ năng lượng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng xanh như là điện gió, điện mặt trời thì rõ ràng là cái xe của chúng ta nó rất là xanh, nó rất là bảo vệ môi trường và đó là một cái điểm cộng lớn thứ hai. Đó. Và điểm cộng tiếp theo nữa là nếu mà chúng ta muốn rèn luyện sức khỏe này, chúng ta muốn bảo vệ môi trường này, xanh sạch đẹp để chúng ta cũng lành mạnh cả môi trường sống, bởi vì môi trường sống mà không lành mạnh thì chắc chắn là chúng ta cũng không thể khỏe mạnh được. Đúng rồi ạ. Đó. Thì nhưng mà nó sẽ gặp một cái vấn đề rằng là nếu mà đối với, bởi vì bản thân mình cũng là người đi xe đạp nữa, Vâng. thế cho nên là khi mà đi vào những cái trời lúc trời nóng ấy mà và một cái quãng đường xa ấy, thì mình phải đạp nhiều, Vâng. thì thật sự là mình toát mồ hôi. Đúng rồi, Và nó nếu giả sử mà mình đến chỗ làm ấy mà người mồ hôi nó mùi nhìn nó rồi không được ướt ấy hay thì nó lắm. không, đúng rồi, nó sẽ hơi bị bất tiện. Và nhiều khi mà nếu mà mình đi trên một quãng đường dài mà mình đạp nhiều thì mình sẽ bị mệt và tốn nhiều năng lượng. Vâng.
Chính vì vậy là cái này nó lại hỗ trợ thêm một cái tính năng thứ ba, điểm cộng thứ ba, nó chính là hỗ trợ chúng ta khi mà chúng ta cần phải tiết kiệm năng lượng, là nó sẽ có cái hệ thống là hỗ trợ bằng điện để cho khi mình đạp mình sẽ đỡ tốn sức hơn, hoặc là khi mình mệt rồi và mình không muốn tước mồ hôi ra như vào những cái ngày nắng nóng ấy, thì mình có thể là vặn ga lên và đi như một cái xe máy điện. Đúng rồi. Thì như thế nó thật sự nó giúp cho cái bản thân là chúng ta hài hòa cân bằng giữa lợi ích về sức khỏe lẫn cả về công việc với cả thẩm mỹ. Đó. À, gọi là di chuyển linh hoạt đấy. Chính xác, và có thể đi một quãng đường ngắn và cũng một quãng đường dài hơn và đỡ bị ngại. Đó. Điểm cộng thứ tư nữa dành cho những người mà hay di chuyển, đó chính là ví dụ như là nếu mà mình, bởi vì mình kiểu như là mình là kiểu công dân toàn cầu ấy, mình đi rất là nhiều nơi, thế cho nên rằng là giả sử mình có đi mang laptop ra ngồi bờ biển để làm việc chẳng hạn, nhưng mà mình vẫn muốn đi xe mà mình không muốn là phải thuê xe máy ở Phú Quốc chẳng hạn, thì mình có thể gấp gọn cái con này vào và cho lên, có thể là chuyên chở bằng tàu hỏa hay là bằng cái phương tiện vận chuyển này, hoặc là cho lên máy bay. Đó, có thể mua thêm cân ở trên máy bay và có thể gấp con này vào và có thể mang, để nghĩa là thêm một cái hành một cái gói khoảng 20 mấy cân nhỉ, 25 cân đúng không? 25 cân. Thì với cả 20 cân thì nó vẫn nằm trong cái mức cân mà có thể cho phép. Đó. Và như thế thì mình có thể đi Phú Quốc, đi Nha Trang, đi Thành phố Hồ Chí Minh, đi bất cứ đâu mà mình không cần phải bỏ tiền ra để thuê xe ở đó. Mà nếu mà thông thường thuê xe thì người ta sẽ cho thuê xe ô tô hoặc là xe máy, ít khi người ta cho thuê xe đạp lắm. Tính ra cái chi phí thì nó cũng tương đương với việc là mình mang theo con này đi khắp mọi miền được. Thật ra là nếu mà con này mà mang đi được thì nó sẽ rẻ hơn. Nó sẽ rẻ hơn được. Bởi vì là nếu mà giả sử mình tính là khoảng 25 cân thì mất khoảng tầm khoảng 300 ngàn. Nếu theo cân của máy bay, nếu mà mình mua thêm. Nhưng mà nếu giả sử mình mà thuê xe ở cái địa phương, ví dụ Phú Quốc, thì một ngày mình mất khoảng tối thiểu là 100 đến 150. Tiền thuê xe máy một ngày. Chưa tính là tiền nguyên liệu như kiểu tiền xăng. Họ include hết rồi. Họ bao gồm hết rồi. Thế thì như thế thì rõ ràng là rẻ hơn. Mà linh động hơn, thì đó là một cái điểm cộng đối với những người hay di chuyển, thì là đó là một tốt. Đó. Nghe có vẻ khá nhiều điểm cộng đúng không? Tiếp theo bây giờ đến điểm trừ nhá. Dạ vâng. Anyway, thì bởi vì là cái sự trải nghiệm của mình nó chưa được nhiều, cho nên là app list là sơ sơ là như vậy. Còn điểm trừ ở đây đó chính là cái phần này. Nó được cái là nó gấp được. Đây là phần tai. Đúng, tai rồi, gấp. Tai gấp. Thì nó được cái là nó có thể gấp được để có thể di chuyển được, nhưng mà nó cũng bị một cái đó chính là nó hơi to. Thế cho nên là khi mình đạp ấy, nó dễ bị chạm vào chân, nó hơi không thoải mái một chút. Vâng. Đó. Tức là cái thiết kế nó chưa được linh hoạt cho đối với những người có vóc dáng nhỏ. Thật ra là ngay cả nhỏ hay lớn thì người ta đạp thì người ta cũng sẽ phải đạp song song, người ta không đạp què chân ra được. Vâng. Thế cho nên rằng là kiểu gì nếu mà bác nào chân to thì bác càng bị dễ chạm. Vâng. Thì đấy cũng là bị chạm vào đây thì cũng không được thoải mái lắm, nhưng mà anyway nó cũng không gây quá khó chịu. Đó. Một cái thứ hai nữa là nếu mà khi mà các bạn mua, với cái thứ hai nữa là đó là cái giảm sóc. Khi mà ví dụ nha, ở đây thì như bạn nó nói có là cuộc lò xo từ đằng trước. Ừ. Và cái phuộc lò xo này theo như bọn em trải nghiệm rất nhiều rồi. Ừ. Thì phuộc lò xo này mình phải sử dụng một thời gian rất là dài. Thì bắt đầu là lò xo nó sẽ mềm ra và đi nó sẽ êm hơn. Nhưng mà cái đằng sau này thì nó lại không có cái giảm sóc. Đúng để vậy. Đâm ra là cho nên là cái xe này vừa nãy là mình đi cũng có một cái chỗ vài chỗ sóc thì cũng thấy hơi bị sóc, nó hơi bị giật. Đó. Cái tiếp theo nữa đó là mọi người đi thì đều có nhu cầu là phải đi mua hàng. Vâng. Thế cho nên là cần có một cái chỗ mà để có thể để đồ. Thì hiện tại là mình không thấy là có thể để đồ được ở chỗ nào, và nếu mà mình cần thì lại phải tự chế ra một cái để ở đồ ở đằng sau này. Vâng, nếu mà ấy thì... Đấy. Ok chị, cảm ơn chị đã có những cái nhận xét về dòng sản phẩm này. Đấy. Quan trọng là chúng ta muốn truyền cái lối sống xanh sạch đẹp dành cho mọi người. Đúng rồi.
Và một cái nữa mà mình nghĩ là cũng cần lưu ý đối với những bạn mà lựa chọn xe, đó chính là hãy lựa chọn cái xe mà nó hợp với cái phù hợp với vóc dáng. Ví dụ như là người cao thì sẽ có thể là sử dụng cái này, nhưng mà nếu mà người mà hơi thấp, mọi người hơi thấp bé một chút thì cần phải sử dụng một cái xe nó vừa cái cỡ mình hơn, thì để khi mà mình ngồi đúng tư thế nó sẽ dễ chịu, và thứ hai là đạp nó sẽ an toàn hơn. Vâng. Đó thì cái size của người với size của xe thì cũng nên cần cân nhắc khi mà lựa chọn xe nữa. Đó. Vậy thì về cái phần chiều cao ngồi ấy thì chị ngồi chị có thấy thoải mái không, về độ êm hay là về cái cảm giác lái với từng tốc độ khác nhau? Thì vừa nãy chị cũng có làm bài test về tất cả các tính năng của xe rồi đúng không? Thì chị có cái đánh giá gì cho cái trải nghiệm xe không? Trải nghiệm lái ấy. Thì mình thấy nó đi cũng lướt, nhưng mà nếu mà về độ êm ấy thì mình vẫn thấy là chưa được hài lòng về cái độ êm của nó. Ngồi cái yên này có những lúc mà bị dập xuống ấy cũng hơi bị đau. Chứ nó cũng chưa được êm lắm. Đó. Thì đó là cái cảm nhận. Nói chung là nếu mà mình cho về cái trải nghiệm đấy, mình có thể là cho điểm 7. Trên thang điểm 10 đúng không ạ? Yeah, right. Và rất cảm ơn chị về buổi trải nghiệm ngày hôm nay. Và hy vọng là chị Yến sẽ sớm tìm được một mẫu xe gọi là chân ái của mình. Cảm ơn chị. Mình cũng đang tìm. Thank you. Đấy, và vừa rồi là những chia sẻ của chị Yến đối với chiếc xe quốc dân NQi C20 Pro phiên bản 2023. Và mọi người có thể tham khảo rất nhiều mẫu xe trên kênh Xe đạp điện Trợ lực Channel. Mình muốn thêm một điều nữa, đó chính là mình cũng vô tình gặp bạn và được trải nghiệm mà đúng là cái mà mình đang muốn tìm về một cái xe. Và tuy nhiên thì anyway chưa không bàn về cái xe cụ thể này, nhưng mà mình nghĩ là hãy ủng hộ cho những cửa hàng hoặc những nhà sản xuất họ đang sản xuất và phân phối những cái sản phẩm vừa tốt cho sức khỏe mà vừa bảo vệ môi trường sống cho chính chúng ta và cho con cháu chúng ta. Và bây giờ là cái thời đại này là đang là vấn đề của ô nhiễm môi trường và nóng lên toàn cầu, và chúng ta nếu chúng ta lựa chọn thông minh như này là chúng ta đang giúp cho chính chúng ta và giúp cho toàn thế giới. Và mỗi chúng ta hãy là một người anh hùng nhỏ để cùng nhau để có thể cứu lấy thế giới. Yeah. Xin chào và hẹn gặp lại.